Thứ hai nữa là đây đúng không? Lợi nhuận năm nay thì kinh khủng rồi. Chúng ta nhìn thấy cái khấu hao rất lớn đúng không? 691 tỷ. Trong khi là phần còn lại là chỉ còn có 2.700 thôi. Một năm là 1.300, như vậy là chỉ còn có 2 năm nữa thôi. Đúng không? Như vậy là khấu hao năm nhé. Mình đây mình thấy nó vừa lấy cái số là 691. Tất nhiên đây là mình sẽ nhân đôi nhé. Không ra đến khoảng 1.300, 1.300, 1.300 mấy cơ. Vâng, trong khi là tài sản cố định là đến giờ là chỉ còn có 2.790 thôi. Vâng, như vậy là kể cả về mặt số tuyệt đối nhé, chứ mình chưa cần phân tích chi tiết từng tài sản cố định, thì thời gian khấu hao, đúng không? Thời gian khấu hao là đâu đó thế này thì chỉ còn có 2 năm thôi mà người chúng ta được thì không lâu, và giả định rằng đây là một cổ phiếu chu kỳ và sau đó thì giá cổ phiếu sẽ lợi nhuận sẽ giảm do giá phân bón giảm đi, đúng không? Chúng ta giả định về những cái thời kỳ rất là bình thường như ngày xưa là 600 700 tỷ, đúng không? Mai này thì sau khi hết khấu hao thì chúng ta được 1.300 nữa, 1.300 vào đây đây là 2.000 thì ra 1.400, đúng không? Đấy. 2.000 ra 1.600 chứ, đúng không? Cho trừ 20% thuế đi. Ra 1.600 thì 1.600 ở đây là 15.000 là vẫn theo là giá 29, đúng không? Mai kia có thể giá nó chỉ 20 thôi, đúng không? Kiểm tra thử xem như là thì vốn hóa còn có 10.000 rưỡi thôi, đúng không? Như vậy là lúc đấy chỉ cần về đến sát một sách thôi là mình nghĩ là vẫn ok. Bởi vì mai kia chúng ta sẽ book thêm được cái lợi nhuận, book thêm được khấu hao, đúng không? 2 năm sau hết khấu hao. Chúng ta có thể sẽ book được lợi nhuận. Tiền lãi, đúng không? Vào lãi trước thuế. Như vậy là rất quan trọng. Như vậy nếu về sát đến cái sổ sách, đúng không? Phải 20 đi. Để mình đây để coi là ok, đúng không? Rất ok. Kể cả lúc này vốn hóa còn khoảng 10.000, đúng không? 10.000 rưỡi. Nhưng lúc mình tính thì cũng không vấn đề gì cả, đúng không? Thì cả lợi nhuận nó sẽ về cái thời chưa dịch, đúng không? 600 gì gì đấy. Cũng không vấn đề gì cả. Mà 600 tỷ cũng không vấn đề gì. Ví dụ chúng ta sẽ cộng thêm 1.300 của hao lúc hết vào thì đương nhiên là này ra 2.000 trước thuế cộng ra là còn khoảng 1.600 sau thuế, đúng không? Như vậy là 10.000 tỷ là vẫn vẫn ok, đúng không? Còn về thặng dư tài chính thì đang dư 7.000 tỷ tiền mặt này. Họ vay vay 400 vay đang dư 6.000 tỷ tiền mặt. Và công ty dư tiền luôn. Dư tiền mặt. Và một công ty đạt đầy đủ yếu tố. Nhưng bây giờ vấn đề chỉ là giá cổ phiếu thôi. Nghĩ giá cổ phiếu đủ lớn đúng không? À, chúng ta trừ đi hai khoản vay. Vâng, đấy là còn 6.700. 6.700 này là như vậy là tiền mặt của một cổ. Vâng, mà chia cho 500 bao nhiêu triệu cổ kìa. Là 12.700. Bây giờ hiện nay giá cổ phiếu đang 29. Trong giá cổ phiếu 29 thì một cổ đã có 12,7 nghìn tỷ, 12,7 tiền 12.700, đúng không? 12.700 tiền mặt. Cực kỳ cao. Bây giờ vấn đề chỉ là giá cổ phiếu thôi, đúng không? Giá cổ phiếu về đến sát sổ sách là mình nghĩ là mọi thứ đều ok. Công ty rất đáng chờ đợi. Cái này đã được theo dõi từ cái đây từ hồi đầu 21. Anh em offline nói chuyện một lần rồi. Công ty rất ok. Và chúng ta có thể sẽ phải ngay mà muốn muốn theo cái này, đúng không? Chúng ta sẽ phải kiểm tra chi tiết, đúng không? Đấy là một công ty thuộc hàng lãnh thổ, đúng không? Và chúng ta sẽ phải lấy cái giá 167 một năm là 300, như vậy là đây còn 800, như vậy đúng không? À, gần 3 năm. Thứ hai là cái này 500 một năm là 1.020, đây còn 1.800, nhưng mà chỉ còn có 1.8 năm nữa thôi. Mấy khoản còn lại nhỏ rồi, chắc là mình không cần xem nhỏ.
Vậy tính ra chỉ còn khoảng 1,8 năm nữa thôi, rất sát rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi cái này. Vậy là về khấu hao thì thậm chí liên quan đến máy móc thiết bị khoảng 1,8 năm đổ lại. Vì trong máy móc thì có thể sẽ có cái hết sớm có hết muộn đúng không? Chứ không phải lúc nào cũng thẳng giống nhau. Và nhưng mà trung bình là 1,8 năm, và chắc chắn là chúng ta sẽ thấy cái đấy. Và như vậy một công ty và chúng ta sẽ chờ đợi những cái phiên lao dốc. Hiện nay thị trường chứng khoán rất dễ dễ lao dốc nhạy cảm và hở ra sàn. Chúng ta sẽ theo dõi những con này. Đây cũng là một công ty cực mạnh, tiền mặt rất cao và mình rất thích những công ty như vậy. Và vốn chủ thì 9.900 nhưng mà có đến 6.700 tỷ tiền mặt. Như vậy là có đến 2/3 tài 2/3 vốn chủ là tiền mặt. Và một công ty cực kỳ lý tưởng. 2/3 vốn chủ là tiền mặt. Và cái này thì cái tỷ lệ này hình như là còn cao hơn tỷ lệ của con gì nhỉ, con ghi đúng không, ghi bên dịch mạch mà mình đi học có 1.300 tỷ tiền mặt trên vốn chủ như là khoảng 2.400 thì phải, và rất cao, và rất nhiều công ty đều hiện nay đang 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 rất cao. Còn do giá cổ phiếu là dốc cho nên là hiện nay nhìn cái gì nó cũng long lanh cả đúng không? Đều rất là ok. Và đây mình sẽ tìm thêm. Đây mình thống kê thì nó rất rất là dở dở nhá. Rồi có rất nhiều công ty thậm chí dư tiền mặt cực lớn. Tức là ở đây mình có thể xem ví dụ như là TA9 họ có thể nhận được trước tiền của đối tác ấy. Ở đây thì có 700 tỷ tiền mặt. Và cực kỳ cao. Và nhánh này BTP cũng ra đến 10% tỷ lệ cổ tức trên giá cổ phiếu. Rồi CLH cũng rất là cao đúng không? CLH cũng là một cổ phiếu giống như là CLH cũng giống 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 là Cà Mau mà cũng có cái vụ hết khấu hao. Vâng, nhưng chỉ 2 năm thôi. Đúng rồi, 2 năm thôi. Theo số thông số đây là 2 năm rồi. Chỉ 2 năm thôi, 2,08 năm. Chưa kể là cổ tức tiền mặt của họ đang rất là cao. Vâng, tỷ lệ D/B của họ là đến 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 10% luôn. Vâng, tức là mình bỏ ra đầu tư 100 triệu thì một năm nhận được 10 triệu tiền cổ tức và cực kỳ cao, và số đấy thì chiếm 77% lợi nhuận. Hiện nay nếu một đấy hết khấu hao tài sản cố định, tức là một năm sẽ book được khoảng 60 như này, nhân đôi đây là khoảng 64 tỷ, mà trong khi lợi nhuận trước thuế hiện nay là đây sau thuế là 60 tỷ, tức là lợi nhuận trước thuế chắc là khoảng tầm 70 mấy tỷ đấy, khoảng 77 75, mà lúc hết khấu hao cộng thêm 64 nữa, như vậy lợi nhuận hoàn toàn có thể sẽ tăng lên khoảng 80% vào lúc hết khấu hao. Và lãi sẽ tăng thêm như như vừa mình xem là phải 60 mấy tỷ. Rất cao, 64 tỷ. 64 tỷ. Và siêu cao. Giống như là Cà Mau đúng không? Chúng ta sẽ có một cái vụ hết công an để có định này đúng không? Thời gian như này cổ tức thì rất là cao. Và hình như là năm nay CLH cũng tăng rất là mạnh. Và một điểm duy nhất là họ không có họ thanh khoản rất là thấp. Và đúng rồi đây, và nếu từ đầu năm và giá siêu thấp luôn, 25 bây giờ 31 và nhưng vẫn lãi rất là cao 3 năm qua vẫn bay bay, tất nhiên là thanh khoản thấp rồi. Và như vậy đây cũng là một công ty rất là đáng lưu ý. Thực ra thì thực ra từ lâu rồi mình không quay cái này, như 2019 thì mình rất hay quay những cái dòng như này. Ở đây thì khách khứa nhiều hơn đúng không? Chúng ta ví dụ một số công ty nổi tiếng một chút, thanh khoản tìm mãi thấy ra, nhưng như dù sao đây vẫn là một công ty rất là đáng đầu tư. Rồi đúng không? VP gần đây nghe bảo đang có vụ bắn tàu, đúng không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Rồi kể cả là những công ty mình chưa kịp lead đúng không? Ví dụ nhà mình nhớ mà máng Đình Vũ, và cả Đình Vũ nó từng quay một lần. Đi này nhớ mà máng là họ cực kỳ nhiều tiền. Và mấy hôm nay cái giảm nhưng mà không giảm nhiều lắm, 47 và 47, mà theo sổ sách kéo em là ghi đây là 318, 400 tỷ. Công ty này mình nhớ họ siêu nhiều tiền. Và đây chúng ta có báo cáo tài chính của bên Đình Vũ nhé, họ rất là cao, chúng ta sẽ xem thử luôn. Và 941 tỷ tiền mặt.
có 3 từ thì kia nó như là 970 đúng không? So đầu năm thậm chí có lúc 1.000 tỷ, phải dù công nợ có 85 tỷ không đáng, không đáng kể rồi. Tài sản cố định cũng gần như hết luôn. Vâng, hình như không ao ít. Vào đây họ lại di chuyển trực tiếp nên họ mình không nhìn được số lệ thực tính vậy. Và chúng ta xem thử. À, hữu hình có 25 thôi, chắc vô hình thì không đáng bao nhiêu rồi. 25 tỷ một năm 50. Mà một năm có 50 thôi. Như vậy hơi nhỏ. À cũng sắp hết rồi. Và Đình Vũ cũng sắp hết rồi. Và như vậy là 50 tỷ có hao tài sản cố định một năm. Chỗ còn lại có 139, như vậy là cũng chỉ khoảng chưa đến 3 năm. Đấy. Bút thêm được 50 tỷ. Không vay có đến vốn chủ 1.200 mà đến 970 là tiền mặt. Và như vậy là tiền mặt trên vốn hóa là đến 75%. Quá cao. Và lãi chịu thuế một năm là 170. Một năm là 340. Sau này 340 thì xong thêm 50 nữa là thành 390, không nhiều lắm, 17%. Dù sao thì cũng có một cái kỳ vọng nhẹ. Cho công ty này chắc là không có gì đặc biệt rồi. Vì cứ ô tiền cứ hư thế thôi. Nhưng mà chúng ta mang tính chất phòng thủ hoàn toàn. Rồi chúng ta có khóa A đúng không ạ? Mình nhớ mong máng ở đây xem. Bây giờ rồi mọi người cũng sẽ phải tự xem thôi đúng không? Thế còn nào thì chúng ta mổ ở đây thì mình giới thiệu một số mã thôi. Chứ còn nó có đúng hay không đúng thì chỉ có vào xem chi tiết thôi. Tài khóa A đây. Mình nhớ mong máng là họ trả tức cực kỳ cao luôn. Bốn này là 147 tỷ đúng không? Theo như này là 147 tỷ. Một năm mấy năm nay thì nếu 90 tỷ như vậy là khoảng 6 mấy%. Mà 35 rất cao. Năm nay là 50 rồi. Còn lại là 20. Thì lần đầu kia thì chính là 30 lần 1, như vậy là 50%. Mà giá là chỉ có bây giờ chỉ có 29 thôi. Đúng rồi, đỉnh cao là năm mấy nữa. Và công ty 50. Nhưng mà chúng ta hồi đấy giá cao đúng không? Bây giờ giá giảm xuống, bây giờ PE mới có 77. 17, 33, 50. À, quý 2 không có lợi nhuận. Và quý 2 không có lợi nhuận. Và nhưng mà cổ tức tiền mặt cực cao. Và chúng ta sẽ vào xem tài chính của công ty nhà nhá. Và khả năng xem lỗi này chúng ta sẽ tổng kết thôi. Rồi, hôm nay dùng dài một tí. Các cái chương trình ngoài lề, đúng không? Buổi phát sau có thể sẽ là một chương, vẫn là có thể là một chương trình liên quan đến kiến thức, đúng không? 69 này, 121 tức là có đến 109 rồi, 109 là tiền mặt này, nhưng đầu tư cổ phiếu thì vậy, đúng không? Khả năng sẽ vỡ mổ, 109, mà khấu hao không còn bao nhiêu đâu, còn năm mấy tỷ thôi, nó rửa ra 21. Và không vay. Như vậy trong 400 tỷ thì đến 109 là tiền mặt. Như vậy Hòa An cũng rất là tốt. Mà mình nghĩ là đấy là họ vì còn rút ra đầu tư cổ phiếu nha, nếu không đầu tư cổ phiếu là bây giờ là phải hỏi 200 mấy cơ. Và tài sản cố định cũng gần hết rồi. Mà như vậy công ty này đều tập trung có một đặc điểm như vậy. Mình xem thử tốc độ khấu hao của họ nhá. À có 4 tỷ thôi, không? Công ty này sẽ không quan trọng rồi. Như vậy một năm cũng chỉ có 8 tỷ thì cái chỗ còn lại 5 mấy tỷ không quan trọng, mà thực ra kể cả hết cũng không quan trọng. Và như vậy là công ty này thuần túy cổ tức rất là cao. Và ví dụ như 2021 là mình đã thấy là 50% rồi. Một tỷ lệ siêu cao. Và đúng rồi, cho họ lô đầu tư cổ phiếu rồi. Chứ còn nếu không thì đến đây các thông số này nó cũng là ná như năm ngoái quá, nhưng mà năm nay ông bị lỗ cổ phiếu. Và nhiều chứng khoán làm gì, ngành nghề không chuyên môn đúng không? Chúng ta sẽ ngó xem cầm con gì đúng không? Giờ này chắc là lỗ bay rồi. À cầm Hòa Phát đúng không? Nhưng mà họ cầm Hòa Phát rồi đúng không? Tôi cầm Hòa Phát. Tư duy thì đúng, nhưng mà thị trường chứng khoán thì cực kỳ không liệt.
và đầu năm sau năm đến đến thời điểm này còn đủ thêm tiền vào, về khả năng là tôi sẽ lỗ to nhé, khả năng dự kiến sẽ lỗ to trong quý ba này. Sau đây 2 tuần nữa sẽ báo cáo chính và khả năng ông này sẽ lỗ, và chúng ta sẽ cùng đợi cú lỗ của ông ấy. Và Hòa Phát bây giờ cũng xuống rất là nhanh rồi, và rồi và chúng ta sẽ kỳ vọng con này. Sổ sách thì 2228 đúng không, có phép tính là 28 chắc đúng vì đây là 411 tỷ đúng không, có mỗi 14 17 triệu cổ đúng rồi, vốn chủ thì à vốn hóa thì đang là 437, như vậy là vốn hóa đã bằng vốn chủ rồi, như vậy cũng được coi là ok. Như vậy mai kia giá cổ phiếu sẽ bị lỗ, à cái giá và đưa ra sẽ lỗ lỗ xong thì cái giá cổ phiếu có thể sẽ giảm trong cái đợt này, thậm chí có thể sẽ về dưới 23 dưới 25 luôn, thậm chí có thể về 20 đúng không? Nhưng mà cổ tức tiền mặt mà vẫn vẫn ngon cành thì cũng là chuẩn thôi đúng không? Nếu không bị lỗ cổ phiếu thì mình nghĩ hoàn toàn năm nay họ có thể là 90 tỷ, nhưng mà có thể là cuối cùng hết năm họ chỉ được 40 50 thôi. Và nhưng mà dù sao thì năng lực thì không thay đổi đúng không, để hơi tạm ngang nghề tí. Như vậy năm tới chúng ta sẽ kỳ vọng xem đúng không, kể cả lãi được 40 50 tỷ thì họ vẫn có thể trả 30 chăng là rất bình thường, cho nên là giá còn hai mấy thì rất ok. Như vậy đây cũng là một công ty khá ok đúng không? Như vậy là chúng ta có thể ok rồi. Như vậy bây giờ chúng ta muốn đánh thủ đúng không? Muốn đánh thủ chúng ta muốn chắc đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải chọn công ty là sổ sách cao so với giá cổ phiếu đúng không? Thậm chí là tốt nhất là PB phải nhỏ hơn 4 đấy. Rồi tài chính thì phải lành mạnh đúng không? Tốt nhất là 1 phần 3, 1 phần 3 vốn chủ là tiền mặt đúng không? Chúng ta vẫn có những công ty như vậy rồi đúng không? Và có thêm các cái tài sản khác càng tốt, à, công ty ở dạng kiểu liên kết với đầu tư khác với cái giá rất là rẻ, à, mua ngày xưa rất là rẻ, rồi hết khấu hao tài sản cố định, rồi đúng không? Rồi có những cái bất lợi tạm thời giống như DSA đúng không? Vậy là đấy là hoàn toàn là những cửa cực kỳ sáng đúng không? Chúng ta có những cái điểm danh những gương mặt là rất là tốt đúng không? Tất nhiên có thể có những gương mặt thanh khoản cao, những gương mặt thanh khoản không cao đúng không? Nhưng đều là những cái có thể triển vọng, còn các cái mã ở dưới này phải xem chi tiết nhá, chứ không thể là vừa hết vào bảo là ngon được đúng không? Đây gọi là mình nốt lại từ những cái này mấy năm thôi. Và như vậy hôm nay buổi mình sẽ dừng đây nhá, chúng ta sẽ tạm thời đóng ở đây và chúng ta sẽ xong sẽ có một buổi liên quan đến một số yếu tố kiến thức liên quan đến phòng thủ, nó cũng có thể là sổ sách đúng không? Hôm nay mình dừng đây nhá, ok.